Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Mood Gainer. Và hiện tại thì các bạn thấy là mình đang có mặt tại một cái xưởng không các bạn. Một cái này kiểu là như một cái khu bãi xe đó các bạn. Cũng như là một cái khu nhà ở của những người công nhân nha các bạn. Đó, và nó nằm ở tiếp ở trong rừng nha các bạn. Đây, xung quanh toàn là cây không nè, thấy chưa? Và đặc biệt hơn là các bạn thấy luôn nguyên một dàn xe, phải gọi là một dàn siêu xe luôn các bạn. Đó là những cái chiếc xe SUV của thương hiệu Lexus. Con này là Lexus 570 nha các bạn. Wow, xịn sò chưa? Đây, tổng cộng là 2, 4, 6 con các bạn. Wow, xịn chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ đó là vận chuyển 6 con xe này đi ra khỏi rừng nha các bạn. Và chúng ta sẽ vận chuyển bằng cái con này. Đây, con xe này là một cái con xe đầu kéo của Dongfeng. Đó, Dongfeng là của Trung Quốc đấy các bạn. Đó, và phía sau là một cái trailer để xe các bạn. Đó, nó sẽ có hai tầng, tầng ở trên và tầng ở dưới. Hiện tại thì mình đã hạ cái tầng ở trên xuống luôn rồi nè các bạn, thấy không? Đó, xe này thì mình vừa mở cái cốp máy lên để kiểm tra cái khoang máy ở phía dưới. Đó, xe này rất là nhiều tính năng luôn các bạn à. Đây, giờ mình khởi động lên đi. Nè, mình sẽ đóng nó lại nè các bạn. Đây, đóng lại nè. Ờ, đóng cái này là nào ta? Nghĩa là số 6 thì phải. Đúng rồi. Đây, hạ nó xuống rồi các bạn. Thấy chưa? Xịn chưa, xịn chưa? Đây là mở cái nắp phía trước nè, coi khoang máy nè. Đó, đóng lại. Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình tắt máy đi. Rồi. Ok, thì bây giờ chắc mình sẽ bắt đầu đưa từng cái chiếc xe Lexus 570 lên nha các bạn. Nó sẽ có hai dòng các bạn. Một dòng này là dòng Lexus 570 bình thường nè các bạn, thấy không? Đó, là dòng zin luôn ấy. Đó, đẹp không? Còn bên này là cái dòng kiểu là chuyên upgrade đó các bạn. Cái bánh nó khác nè. Nè, cái bánh nó khác nha các bạn. Hình như là có hai chiếc upgrade rồi các bạn. Đây, và phía trên nó có luôn cả cái ba ga để đồ luôn. Oh, rất là xịn sò luôn các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đưa con Lexus bên... Mình chắc đưa từ bên phải qua ha các bạn. À, ok. Để đổi qua cái xe này cái. Từ từ mình phải đổi qua cái chiếc xe tiếp bên kia. Đấy rồi. Con nào trời? Không phải con này. Nhiều xe đậu kế nhau quá rồi. Giờ mình hết biết con nào luôn các bạn. Con này là... Con này tiếp lần này à. À đây, đây, đây. Rồi ok, đưa con này lên trước cho các bạn. Để máy lên. Wow, âm thanh xe lớn quá vậy. Hạ thắng tay xuống nè. Đó, chạy lên. Ok. Rồi, một chiếc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa chiếc tiếp theo lên. Đây. Rồi, ok, chiếc tiếp theo cũng đã được đưa lên rồi. Chúng ta sẽ đưa chiếc thứ 3 lên.
bạn ơi, nó bị tuột dốc ấy. Rồi ok, mình đã thắng tay nó lại luôn rồi các bạn. Rồi tắt máy con này luôn. À, tiếp tục là từ từ, như vậy là mình sẽ bắt đầu là nâng cái bẩn này lên trước đi các bạn ơi. Ơ, à, mình chọn xe nào vậy? Đây. Rồi, mình bắt đầu nâng cái bẩn phía sau lên trước nha các bạn. Rồi, khởi động máy lên nè. Đó, nâng cái bẩn lên. Như là số 8 như vậy. Ơ, à, số 4. Đúng rồi các bạn. Rồi, bắt đầu nâng cái bẩn lên nè. Đó, ok chưa? Rồi, ok, tắt máy con này đi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đưa ba cái con này lên luôn nha các bạn. Rồi. Đây là chiếc xe này nó khá là rộng rãi các bạn. Rồi ok, tắt máy con này luôn. Bây giờ mình sẽ đưa luôn rồi bây giờ mình sẽ đưa cái con, bắt đầu đưa hai con upgrade này lên nha các bạn. Con này thì chuyên đi đường rừng luôn. Con cuối cùng đây, con này các bạn đưa lên luôn. Không biết lên hết không nữa các bạn ơi. Ủa chết rồi, con này nếu mà lên thì nó không đủ cái chỗ các bạn à. Ui, như vậy chắc con này phải để sao rồi, con này lên không hết rồi. Đưa lại. Ok các bạn ơi, như vậy thì chúng ta chỉ đưa lên được có 5 xe thôi. Đây. Ờ. Đây, lấy con này mới đúng. Rồi đây, tổng cộng chúng ta sẽ đưa lên được có 5 xe thôi. Bây giờ mình sẽ đóng cái bẩn này lại nha các bạn. Đây. Cái bẩn này là số 5. Rồi. Đó, đóng cái bẩn này lại. Cái bẩn này nó vừa đóng cũng như là nó vừa cản không cho chiếc xe nó bị lui ngược lại đằng sau ấy các bạn. Rồi ok. Rồi. Và bây giờ hiện tại thì mình đang ở trong cái rừng rất là sâu các bạn. Mình sẽ tìm đường mình chạy ra nhé. Rồi, bắt đầu đi thôi luôn thôi các bạn. Hạ thắng tay nè. Rồi ok. Bắt đầu di chuyển nè. Wow, công nhận con gọi là đông fan này cũng khá là mạnh đấy các bạn. Con này tổng cộng là 4 cầu luôn nhá. Và cái đoạn đường nó rất là lúng các bạn. Mà chở gọi là 5 chiếc xe thế này nó còn nặng hơn nữa. Rồi, mở cổng, mở cổng, mở cổng. Để mình đổi cái camera vô trong được nè. Đó, ok, mở cổng rồi nè. Camera trong nè các bạn. Đó. Âm thanh hơi ồn tí các bạn. Rồi, tới đây thì mình sẽ quẹo bên trái nha. Ui. Hiện tại là xe chúng ta chỉ đậu và khóa thắng tay thôi nha các bạn. Nên là nó có thể là gớp ra bất kỳ lúc nào luôn. Nên là chúng ta phải chạy làm đường cho nó lặt quá các bạn. Ui, đây là ngay cái cua nữa nè. Rồi, cố lên. Đó. Từ từ các bạn ơi. Đây những cái ngã ba thì phải. À, xe nó còn có tính năng là bật tất cả cầu lên nữa nè các bạn thấy không? Mình sẽ bật lên luôn cho nó mạnh nhá. Đó.
thể là mình đặt bật bốn cầu đều hoạt động hết. Đó, hiện tại bây giờ xe nó sẽ chạy mạnh hơn rồi đấy. Đó. Chạy lệch ra ngoài này luôn rồi. Đây một cái checkpoint đầu tiên. Nào để mở cái checkpoint lên coi. Rồi, hiện tại chúng ta đã có được cái checkpoint đầu tiên rồi nè các bạn. Bây giờ mình phải chạy ra đây nè. Ra đây, ra đây. Chạy theo cái đường này nha các bạn. Đó, để chạy ra ngoài. Đó. Đây là cái lỗ lớn đó các bạn thấy không? Cái lỗ lớn nó đang nằm ngoài này. Mình sẽ chạy theo những cái đường nhỏ này nè để mình đi ra ngoài lỗ lớn. Đó, đó. Chạy ra đây luôn. Đó, như vậy là chúng ta đã ra... Ơi chết cha. Checkpoint đã đời xong rồi bỏ các bạn, what the hell luôn. Đây. Làm lại. Cày thế nha. Mình sẽ theo cái checkpoint này mình đi ra nha. Đó, đó, đó. Rồi, tới đây là ra ngoài luôn đó các bạn, ra lỗ lớn rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nè. Let's go. Mình muốn quay nhiều cảnh cho các bạn có thể là xem được cái chiếc xe chạy ấy, nhưng mà cái công nhận là khi mà quay cái xe này khó lái các bạn ơi, chỉ nhìn đường lái mới được thôi. Đây mình vô cabin mình lái cho các bạn xem. Đó, có kèn nha các bạn, xe có kèn đàng hoàng. Ui, bây giờ đầu tiên mình qua cái vũng nước thì các bạn sâu không ta, mà qua được các bạn ơi. Ok, thoải mái. Rồi, cái camera này nó cặn quá các bạn, nên mình không có thể là nhìn xa được. À đây có thể là có cái camera nhìn cabin nè, nhìn cái trailer đằng sau các bạn. Ui rồi lại một cái vũng nước nữa các bạn ơi. Còn à đây một cái cua. Ui dồi, cái cầu luôn các bạn ơi, bây giờ phải quắt cái cầu này. What the hell, cái cầu này các bạn. Ui nó nhỏ xíu à, mà nó làm bằng gỗ ấy, không biết qua được không nữa đây. Ok, cố lên. Rồi, qua luôn các bạn ơi. Oh, nó vừa khít cái chiếc xe mình luôn ấy. Chết rồi, cái bánh sau mình đang bị mắc vô cái thanh lan can cầu rồi. Làm sao đây, nó mắc luôn cái lan can cầu phía sau rồi nè các bạn. Bây giờ mình phải quay cho cái thùng mình nó qua bên cái này là qua bên phải một tí. Ok rồi, bây giờ mình hết lái qua phải luôn nè. Đó, qua được chưa? Kỳ vậy ta, làm như nó mắc cái đằng sau này không qua lọt luôn ấy các bạn, hoặc là cái thùng hàng mà nó bự quá, mình thấy nó xuống được rồi nè mà nó qua không được. Ok, mình đã đưa cái chiếc xe qua được khỏi cái cầu này rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình nha. Rồi, đi thôi, let's go. Cái cầu đó nói chung là nó vừa lọt cái chiếc xe mình qua thôi các bạn, không thể nào mà gọi là đi nó thoải mái được, nên là mình bò qua cả buổi trời luôn. Tại cái thùng hàng mình các bạn thấy rồi đấy, nó cái chiều ngang nó còn bự hơn cả cái đầu xe mình nữa các bạn, nên là chạy nó hơi khó là như vậy. Ui trời ơi, what the hell, nguyên cái đoạn phía trước này nó bị ngập nước luôn rồi nè các bạn ơi. Bây giờ xe mình bò qua được không đây, tôi sợ bị lúng xuống dưới luôn quá à. Ui ôi, xe mình hiện tại đang rất là nặng nha các bạn, chở rồi là thêm 5 cái chiếc xe Lexus nữa, còn nặng thêm nữa. Ui, nói chung là nó cũng cạn các bạn ơi, nó không có sâu nhưng mà mình đang sợ bị lúng đấy. Đây. Ê, xong nghiêng quá vậy. Ui, what the hell, đừng. Oh my god, ai lũi bài nó vô đây luôn rồi.
Rồi, rồi, rồi. Hình như là nó không có bị nghiêng các bạn ơi. Rồi, qua đây nó hết nghiêng rồi nè. Ok, ok, ok. Rồi. Qua được cái đoạn đó rồi các bạn. Ui trời ơi, nãy nó nghiêng ngang mình sợ nó bị lật, nó đổ mấy chiếc xe xuống các bạn. Ui trời ơi, phía trước lại một cái cái vũng sình nữa nè các bạn, một cái vũng nước nữa nè. Rồi, mình sẽ chạy xuống luôn. Mong sẽ không sao. Mong sẽ không sao. Ok, may quá cái đoạn này thì nó ngắn hơn. Nó cũng không đến nỗi nào. Ờ. Chỗ này thì công trình đang xây dựng nè các bạn thấy không? Đây là những cái người công nhân mà của cái khu hồi nãy của mình nè các bạn. Những công nhân đang làm lộ ở chỗ này. Rồi chạy ra luôn. À mình thấy được cái lộ lớn ngoài kia rồi các bạn ơi. Đấy mình thấy được cái lộ ngoài kia rồi. Ok. Mình chạy ra đường này luôn được không ta? Rồi chạy ra lộ luôn nha các bạn ơi. Đây. Thấy lộ rồi nè. Rồi quẹo trái các bạn ơi. Ui. Cái đoạn lộ này đang làm rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, giờ phải đi cái đường phụ dưới này à. Vãi chưởng vậy. Cái khúc đầu lộ này đang xây dựng các bạn ơi, chưa có xong nên là mình phải đi vào cái con đường phụ này nhá. Đây, đưa lại một cái vũng sình nữa rồi. Chỗ này chắc đặt mấy cái cống xuống các bạn nên mới đào sâu xuống như vậy đấy. Đây, rồi lên đây là lên đường lộ nhựa lại rồi. Ok. Lên đây là bao chạy luôn các bạn, bao thoải mái luôn. Đây, vô nội thất chạy luôn nè. Lên đường nhựa là chạy nó khác hẳn luôn các bạn ơi. Cái này mình có cần bật tất cả cầu không ta? Để mình tắt thử cái tất cả cầu nó có chạy nhanh hơn xíu không nha các bạn. Đâu giờ? Đây. Ê, cái gì? What the hell? Ơ? Sao mình lại mang cái xe dây vô đây? Chứ là hiện tại xe mình đang còn đúng 101 lít dầu thôi các bạn. Không biết có chạy đến nơi thành công không nữa đây. Hiện tại dầu đang còn rất là ít luôn nè. Ô mình tắt mấy cái cầu đi rồi công nhận nó chạy nhanh hơn luôn nè các bạn thấy không? Tốc độ nó chạy nhanh hơn nè. Tắt cầu đi thì nó đỡ tốn nhiên liệu hơn. Còn mở cầu lên nó tốn nhiên liệu lắm luôn các bạn. Ui đây một cái cầu nữa nè. Quả cầu lớn. Đường này người ta gắn đèn đường đồ các kiểu đó các bạn thấy không? Này đi buổi tối là thoải mái luôn. Tôi chạy hồi ra lề luôn rồi. Chạy hồi ra ngoài lề luôn các bạn. Từ từ. Gần đến chưa ta? Mình chạy thôi chứ mình cũng chưa biết là gần đến hay chưa nữa. Đây nè. Ơ đây 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 đây. Ôi trời ơi đi huốt luôn à. Nó nằm khuất quá các bạn không có thấy được. Rồi, ok. Chạy vào xưởng luôn. Từ 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 để mình coi nó nằm bên nào đây. Bên này hay là bên kia? À nó đều chung hết các bạn. Rồi thôi mình chạy qua bên bên trái này luôn đi cho nó dễ. Ok, mở cổng đi. Ôi trời ơi. Nó mở nó giật cái xe mình lên luôn à. Đèn thế. Đó. Ui dồi. Đây. Rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình hạ cái bẩn xuống nè. Số 4. Số 4 này là hạ cái gì ta?
Rồi nha, đây cho các bạn coi góc này nó dễ. Số 4 nè. À, ê, số 4 là hạ cái trên rồi, hạ số 5 trước. Rồi mình phải đưa ngược lên nha các bạn, tức là hồi nãy chiếc xe ở trên ấy thì lên trước, còn bây giờ mình phải xuống thì mình phải đưa cái chiếc xe ở phía dưới đó, nó ngược như vậy đấy. À, bây giờ mình sẽ đưa từng xe nè. Đây đưa cái này trước ở trên phải không, trước ở dưới rồi, ok vô đây thì chạy thoải mái cho các bạn đó. Đậu xe vào luôn một chiếc, rồi chiếc thứ hai. Ui, sao đậu nghiêng quá vậy. Rồi tới chiếc này. À, bây giờ tới trên rồi. Như vậy là mình phải hạ cái bửng ở trên xuống luôn nha các bạn ơi. Cái camera này khó xài vãi nồi luôn ấy. Đây, hạ xuống. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc xe thứ 3. Rồi, lùi lại. Rồi chạy vô luôn. Đó, tiếp theo con thứ tư. Rồi con cuối cùng các bạn, con thứ năm. Đây. Rồi lùi lại. Con này quay ra cho các bạn xem luôn. Rồi, ok. Tắt máy nào. Ok các bạn ơi, như vậy thì ngày hôm nay mình với các bạn cũng đã vừa hoàn thành xong được một cái chuyến hành trình vận chuyển 5 cái chiếc xe Lexus 570 từ trên rừng xuống đây thành công. Và bạn nào thấy video của mình hay đừng quên lại cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và bạn nào muốn mình chơi tiếp từ game này nữa thì comment phía dưới mình biết nhá. Mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.